Ngày xưa, trong một khu rừng nọ, có họ nhà Quạ và nhà Cú ở cạnh nhau. Tuy nhiên, nhà Cú thường xuyên xích mích và gây sự, không để cho nhà Quạ yên ổn một đêm nào. Hồng đuổi nhà Quạ đi, để một mình chiếm trọn bìa rừng đó. Cứ đêm tối buông xuống là đằng Cú lại kéo đến đập phá tổ Quạ và bắt đi những chú Quạ non trên cây. Hồng đuổi Quạ đi nơi khác. Sau nhiều lần như vậy, nỗi căm giận trong những con Quạ còn sót lại mỗi lúc một ngùng ngục. Đàn Quạ quyết định hợp nhau bàn kế sách chống lại lũ Cú độc ác. Đây quả là quê hương bao đời của chúng ta mà bọn chúng dám đến đây gây gổ để đuổi ta đi. Không thể nào chịu được nữa. Nhất định phải dạy cho chúng một bài học thôi. Cuộc chiến này vô cùng khó khăn vì nơi cư ngụ của bọn chúng cũng giống như pháo đài bất khả chiến bại. Chúng lại thức dậy ban đêm, còn ban ngày chúng ngủ trong hang. Đó là lý do chúng ta không thể tấn công chúng. Dù khó khăn đến mấy, chúng ta cũng phải quyết một phen sống mái với bọn chúng. Còn trần trò gì nữa, chúng ta sống lên thôi. Khoan đã, chọn cách đối đầu trực diện với bọn chúng, tổn thất sẽ về phía chúng ta đấy. Mọi người hãy nghĩ cho kỹ. Bác Quạ già nói có lý. Chúng rất hung hãn, với lại chúng ta bay vào hang chúng, nhỡ bị phục kích thì sao? Vậy chúng ta phải làm gì với bọn Cú hung hãn nữa chứ? Mọi người ơi, có chuyện không hay rồi. Có chuyện gì vậy? Lão Quạ già trong đàn của chúng ta chính là kẻ phản bội. Ban nãy tôi đi qua hang Cú, thấy lão buông lời nói xấu chúng ta thậm tệ và xin được ở lại hang Cú đó. Không thể nào, không thể như thế được. Chúng ta hãy thử thám thính xem thế nào. Tôi bị bọn chúng đánh tàn xương nát thịt chỉ bởi vì tôi khuyên bọn chúng hãy quy phục lời Cú các bạn, dọn đi nơi khác để các bạn làm chủ trốn này. Chỉ các bạn mới hợp với nơi đây. Thật là đáng khinh bỉ, đã phản bội chúng ta thì chứ, lão lại còn đi đặt chuyện nữa chứ. Liệu ta có thể tin tưởng vào lòng trung thành của ngươi được không? Xin cứ yên tâm đi ạ. Tôi xin lấy cái mạng già của mình ra để đảm bảo ạ. Tôi sẽ hiến kế cho thủ lĩnh để đuổi cổ bọn nhà Quạ đi trong thời gian nhanh nhất. Thôi được, nếu thật như nhà ngươi nói thì ta khát đào hổ mọc thêm cánh. Nhưng hãy nhớ là ta mà phát hiện ra ngươi phản trắc thì đến một sợi lông trên người ngươi cũng không còn đâu. Được, tôi xin hứa. Tốt lắm, ta sẽ thu xếp cho ngươi một chỗ để ở lại. Tôi già yếu, lại đang bị thương trong người. Xin thủ lĩnh thương tình cho tôi một nơi ở khô ráo ấm áp để ở. Tôi khỏe mạnh trở lại, chắc sẽ hữu ích cho ngài ạ. Được, người đâu, dẫn Quạ già vào hang. Ông ta thích ở đâu thì cho ông ta ở đó nghỉ ngơi, dưỡng thương. Dạ thưa, sau khi đi một vòng quanh hang rồi, tôi thấy mình ở chỗ nào cũng không hợp. Có lẽ để ở được trong hang cần thích nghi từ từ. Xin thủ lĩnh cứu cho tôi ở ngoài cửa này. Chỉ cần cách xa lũ Quạ ngốc nghếch bạc béo kia là tôi đã mừng lắm rồi ạ. Thôi được rồi, hãy theo ý của ngươi. Ngày ngày, Quạ già không ngừng nhặt nhạnh những chiếc lá khô, cành khô vung vào thành một đống. Những con Cú nghĩ Quạ đang chăm chỉ làm tổ cho loài Cú để lập công, nên ngày ngày đều mang đến cho Quạ già rất nhiều thức ăn. Thời cơ đã đến rồi. Mọi người ơi, thời cơ của chúng ta đã đến rồi. Lão già phản bội chúng ta rồi, còn đến đây làm gì chứ? Để tôi ra cho lão ta một trận, tôi quyết một phen sống mái với đồ phản bội kia. Mọi người đừng hiểu lầm bác Quạ. Là sao? Tất cả là khổ nhục kế do bác Quạ già và tôi nghĩ ra để bọn Cú kia tin tưởng. Giờ thời gian đã gấp gáp lắm rồi, mọi người hãy làm theo lời bác ấy. Chúng ta cùng dốc sức dạy cho chúng một bài học đi. Mọi người hãy cắp theo lá hay củi khô rồi đi theo tôi. Có chuyện gì vậy? Khói quá. Hờn đáng đời những kẻ độc ác muốn cướp nhà của ta. Cứu với,
cứu với. Ta thiết nghĩ ác giả ác báo, nhưng như thế kia thì oán hờn mãi chất thêm oán hờn. Lần này dạy cho chúng một bài học nhớ đời, để không dám bắt nạt loài quá nữa, nhưng cũng phải để cho chúng một con đường sống. Lửa cháy ngùn ngụt thế kia, thế không có mưa thì chúng ta dẫu có muốn cũng không cứu được bác quả ạ. Tôi đã có dự liệu trước, mọi người hãy bay theo tôi. Tảng đá này đã bịt cái lỗ lớn trên đỉnh hang của Cú. Một lần thám thính trong hang Cú, tôi đã nhìn thấy. Giờ chúng ta hãy hiệp lực đẩy hòn đá này ra, cho bọn chúng có đường thoát thân. Hóa ra hôm nay chúng ta thoát chết là nhờ những người hàng xóm đã cho một cơ hội. Chuyện hôm nay chúng tôi sẽ ghi tạc trong lòng, không bao giờ dám khinh thường những hàng xóm của mình nữa. Các bạn không những thông minh mà còn rất nhân từ. Chúng tôi đã thua rồi. Chúng tôi cũng không cần nhận phần thắng về mình, chỉ mong rằng đã ở gần nhau thì chúng ta hãy trở thành những người hàng xóm tốt với nhau thôi. Thế là từ đó trở đi, loài quạ và loài cú không còn mâu thuẫn với nhau nữa. Chúng cùng nhau chia sẻ lãnh thổ và chung sống hòa bình, giúp đỡ lẫn nhau. Khu rừng vì thế mà trở nên yên bình. 2.000 cây số cầu hôn. Sao anh lại ở đây? Làm sao ra nông nỗi này? Erika, xin lỗi em. Thành thật xin lỗi em. Hãy quay về với anh. Một năm trước. Rena, con về phòng làm bài tập đi. Mẹ vào dọn dẹp rồi hai mẹ con mình ăn cơm nha. Dạ vâng ạ. Kìa bà xã, sao tối rồi em còn không lo ngủ đi? Quyên à, tôi hỏi anh, có phải anh đã đem bộ ghế trong phòng khách và tivi đi đánh bạc rồi có đúng không? Không có. Cái này không gọi là đánh bạc được, cái này gọi là đầu tư. Em yên tâm, sau này gỡ lại vốn lẫn lãi rồi anh sẽ mua lại một cái khác xịn hơn cho em. Anh quên là tivi này chúng ta đã dành dụm cực khổ ra sao để có được nó hay sao hả? Nó còn là niềm vui của con chúng ta nữa mà. Anh bán nó đi rồi, con bé buồn lắm, anh có biết không? Ôi trời ơi, có cái tivi thôi mà sao cũng nói. Lúc trước là tôi mua nó, giờ thì tôi bán nó đi thôi. Anh có biết anh bán bao nhiêu là thứ trong nhà này rồi hay không hả? Bây giờ anh lại bảo là có cái tivi thôi à? Đàn bà quá thật lắm lời. Đem bán chút đồ cho chồng đầu tư, sao em cứ khó chịu vậy? Thế em ôm hết đống đồ vớ vẩn ấy, cái nhà này có giàu nổi không? Giờ tôi mới biết tại sao hôm nay đặt đâu thua đấy, là do cái mệnh đen đuổi từ bộ dạng cao có của cô đó. Trời ơi, vậy bà mấy này dám giấu mình số tiền lớn như thế. Quyên à, anh đang làm gì đó? Anh đâu có làm gì đâu. Quyên, không được, anh không được lấy số tiền đó. Tại sao lại không được? Bà xã, thật bất ngờ, em lại có một số tiền như thế, sao lại không chịu đưa cho anh? Nếu em đưa cho anh đảm bảo là anh sẽ không phải đem đồ của nhà đi bán nữa rồi. Không được. Đây là số tiền của Ren đóng tiền học ở kỳ sau mà. Anh không được lấy nó đi. Anh chỉ mượn trước con bé, em yên tâm đi. Ngày mai anh sẽ đem về trả lại cho hai mẹ con em. Không, không được mà. Đây là số tiền em phải đi cầm nhẫn cưới của em. Đừng đem nó đi đánh bạc nữa, được không anh? Đây là kỷ vật ngày cưới đó anh à. Ồ, thế thì nó càng là của anh chứ. Chiếc nhẫn đó là anh mua cho em cơ mà. Bán nhẫn
Ý tưởng thế mà anh không nghĩ ra. Bà xã, em còn thông minh hơn anh nữa. Em xin anh, trả nó lại cho em đi. Con chúng ta cần có nó hơn. Không lẽ anh để con bé bị trường đuổi học hay sao? Em thật là khó hiểu. Nó là của anh, sao phải trả cho em? Được rồi, em yên tâm, anh sẽ cho em một phần. Nhưng phải đợi ngày mai anh có thêm, khẳng định là anh sẽ đưa cho em. Quynh à, nếu hôm nay anh cầm tiền này rời đi, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Đủ rồi nha, cô giữ tiền riêng tôi còn chưa nói. Ở đây mà la với hét, cứ nhắn với con gái là ba nó mượn đỡ, vậy nha. Sao anh nỡ đối xử với vợ con anh như thế này chứ? Ren này, sau này có thể mẹ không thể cùng con đi học và về nhà được nữa. Sau này con cùng với mẹ bạn Otis về chung nha. Nhớ là phải nghe lời mẹ bạn ấy, không được chạy lung tung, nghe chưa? Tại sao mẹ không đi cùng con nữa? Bởi vì mẹ phải đi đến một nơi xa để đi làm. Mẹ đi làm sẽ có tiền mua đồ đẹp và đồ chơi cho Ren của mẹ nè. Con không cần đồ đẹp đâu. Mẹ ơi, mẹ đừng đi làm xa mà. Ren sẽ nhớ mẹ. Ngoan nào, Ren ngoan. Mẹ phải đi làm, nếu không Ren sẽ nhịn đói mất. Ren nhịn đói, mẹ sẽ đau lòng lắm. Vì vậy, con phải ngoan ngoãn ở lại học hành. Mẹ sẽ nhanh chóng trở về, được không con? Dạ vâng ạ. À, mày quá, ba về rồi. Ừ, ba về rồi. Ba ơi, con đói quá. Ừ, sao lại đói bụng? Mẹ đâu? Mẹ không nấu cơm cho con ăn à? Cô ấy đi thật sao? Ba ơi, con đói. Ren ngoan, con đợi ba một lát. Ba sẽ nấu gì cho ba con mình ăn nha. Dạ vâng ạ. Ba ơi, ba kể chuyện cho con nghe ơi. Sao lại kể chuyện nữa? Con lo mà ngủ đi. Được rồi, bà kể. Ừ, ngày xưa, có một cô bé nhỏ được mẹ tặng cho một cái khăn. Từ hôm đó, Quynh bắt đầu thay thế Erica. Anh phải làm những việc trước đây mà vợ anh từng làm để chăm sóc cho Ren và cho cả bản thân mình. Sau khi bắt tay vào làm việc, Quynh nhận ra bản thân không còn nhiều tiền để lo cho cả hai cha con. Anh bắt đầu tìm kiếm công việc nghiêm chỉnh để làm. Ren, con làm sao thế? Ba, lần trước con cũng bị nóng, mẹ cứ pha cho con ly nước chanh nữa. Giờ con còn khó chịu chỗ nào không con? Ba đem nước chanh lên nè. Được rồi, ba xin lỗi con. Ngoan nào, con mau ngủ đi. Ba hứa với con, ba sẽ đem mẹ về được không? Thật không ba? Thật, nhưng Ren phải hứa là phải ngoan và nghỉ ngơi thật khỏe nha. Dạ vâng. Mấy ngày sau, đợi Ren khỏe bệnh hẳn, Quynh gửi Ren cho cô hàng xóm, còn anh quyết tâm đem vợ trở về. Để cho vợ thấy được quyết tâm thay đổi của mình, Quynh quyết định đi bộ 2.000 cây số để về lại quê hương của vợ ở vùng nông thôn
với một suy nghĩ táo bạo được ấp ủ. Hai tháng sau, anh muốn cầu hôn em một lần nữa. Anh xin lỗi đã gây ra tổn thương cho em. Sau khi em đi, anh nhận ra em quan trọng với cha con anh biết nhường nào. Về với cha con anh nha. Win à, tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh. Và khi trông thấy bộ dạng này của anh, trong lòng tôi cũng đã nguôi ngoai. Nhưng tôi tôi không thể quay trở về được nữa. Nhưng tại sao vậy em? Tôi nghĩ anh hiểu rõ tại sao tôi lại ra đi. Hiện tại tôi vẫn chưa sẵn sàng và cũng chưa đủ dũng cảm để bắt đầu lại cuộc sống tăm tối đó. Tôi xin lỗi. Không sao, anh hiểu mà. Anh vẫn tiếp tục kiên trì để chinh phục lại em. Nhưng em hãy dành thời gian đến thăm Ren. Con bé rất nhớ em đó. Được rồi, cảm ơn anh. Một câu chuyện cảm động của chàng trai đã đi bộ hơn 2.000 cây số để xin lỗi vợ mình đang làm xôn xao dư luận thời gian gần đây. Được biết trước đây anh là một người nghiện cờ bạc. Có phải vì điều này mà vợ anh không đồng ý quay về không ạ? Cô ấy đã tha thứ cho tôi nhưng không chịu theo tôi về. Tôi hiểu rất rõ vì cô ấy thiếu sự an toàn và tin tưởng ở tôi. Nhưng không sao, tôi vẫn sẽ tiếp tục đi bộ lại một lần nữa để đưa cô ấy quay về. Bà xã, anh và con đợi em về. Đợi anh sẽ đến đón em. Ghế massage được phát minh ra như thế nào? Bộ phim lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật về Nichi Kawahara, người phát minh ghế massage đầu tiên vào năm 1950. Năm 1945, tại Nhật Bản, dưới Thế chiến thứ hai thời đại Osaka, Nichi Kawahara vốn là người điều hành một nhà máy sản xuất phụ tùng máy may tại địa phương. Ông có một cô con gái, người mà ông nhất mực cưng chiều. Đau quá! Đau quá! Bố mẹ ơi! Con đau quá! Con gái à? Con sao vậy? Vai của con lại đau nhất nữa sao? Con đau lại đến tìm con. Vai của con đau quá, con không thể chịu được nữa rồi. Con gái của mẹ cố lên, để ngày mai bố mẹ đưa con đi khám bác sĩ nha. Con đau quá, vai của con như có trăm mũi dao xuyên vào. Con gái của tôi sao rồi? Tình trạng có nặng không thưa bác sĩ? Con gái của ông bị chứng đau vai rất nặng. Nó là những nút thắt. Tình trạng này phải thường xuyên dùng thuốc và đặc biệt phải xoa bóp hàng ngày để làm tan những nút thắt đó thì mới mong đỡ được bệnh. Phải thường xuyên xoa bóp ư? Đúng vậy. Anh chỉ nên bớt chút thời gian hàng ngày xoa bóp cho cháu. Nếu để lâu có thể để lại di chứng và dị tật không hay về sau. Tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ. Vậy từ giờ, ngày nào bố cũng sẽ đấm bóp cho con gái nha. Dạ vâng ạ. Có bố xoa bóp, con thấy đỡ đau hẳn bố à. Bố ơi, vai của con lại đau nhất nữa rồi. Được rồi, đợi lát bố xong việc sẽ xoa bóp cho con nha. Nhưng mà con đau lắm bố à. Con gái à, đi ra ngoài mẹ đấm bóp giùm cho con. Bố đang bận làm việc mà. Không, con thích bố mà. Được rồi, phải để bố đấm bóp cho con. Nhưng anh còn đang bận làm việc mà. Để lát nữa cũng được em à.
chắc con đang đau nhức lắm. Mẹ ơi, sao bố mãi vẫn chưa về? Chắc là bố có một cuộc họp quan trọng nào đó. Con lại đau nữa sao? Dạ vâng, ban nãy con ngồi học, đau vai quá mẹ, giờ mỏi cả người. Con nằm xuống đây đi, mẹ sẽ bóp vai cho con. Anh về rồi. Anh nói nhỏ thôi, con đang bị đau, vừa mới chợp mắt được lúc à. Những cơn đau cứ bám lấy con bé dằn dặn, biết bao giờ con mình khỏe mạnh như những đứa trẻ bình thường khác được. Con gái tôi, bố xin lỗi. Dạo này bố bận với công việc quá, không có nhiều thời gian ở bên con để bóp vai cho con. Con bé chỉ thích anh xoa bóp thôi à. Chắc do anh khỏe nên con mới đỡ đau được đó. Phải làm sao đây? Làm sao để con gái mình có thể thoải mái nhất, không bị cơn đau hành hạ nữa, kể cả khi anh bận hoặc không có ở nhà đi. Giá như có vật gì đó khỏe như bàn tay của anh để xoa bóp cho con mỗi lúc, để con đỡ đau hơn ha. Vật gì khỏe như bàn tay mà xoa bóp được ư? Đúng rồi, anh sẽ tạo ra một mô hình thay bàn tay của anh mà nó có thể xoa bóp, để con mình dùng nó để làm dịu những cơn đau vai gáy. Hả? Mô hình sao? Nó sẽ như thế nào? Nhưng anh đang bận công việc mà. Có thể nó sẽ giống nắm đấm này, và con sẽ dùng nó để tác động trực tiếp lên vùng đau. Để anh nghiên cứu thử xem. Anh sẽ tranh thủ giờ nghỉ giải lao ở công ty và nghiên cứu. Đã có rất nhiều thiết kế mình nghĩ ra rồi, nhưng cái thì không đủ lực, cái thì không có vật liệu để làm. Mình phải làm sao đi? Chẳng lẽ lại từ bỏ sao? Con đau quá. Không được, dù phải tốn bao nhiêu công sức đi nữa, mình cũng sẽ phải làm vì con, để con bé không phải chịu những cơn đau như vậy nữa. Con gái à, con thử đi. Khi không có bố, con hãy dùng cây gậy này để đánh nhẹ vào vùng đau, sẽ hiệu quả lắm đấy. Nó được làm bằng gỗ nên lực sẽ tương đối mạnh, đủ làm tan những cơn đau của con đấy. Hả? Có tác dụng thật không bố? Con cứ thử đi. Sao rồi con? Cũng dịu đi đôi chút, nhưng cứ như vậy mãi thế này tay con mỏi lắm. Con thấy không được thoải mái. Sẽ mỏi tay ư? Đúng rồi, bố sẽ đưa tác dụng của mũi kim khâu kia vào trong chiếc máy của mình. Ngoài việc mỏi tay, con thấy có bất tiện gì với nó nữa không? Thay vì việc phải ngồi mỏi lưng, giá như được dựa hoặc được nằm xuống, có lẽ con sẽ thấy thoải mái hơn đó bố à. Anh Kawahara chăm chỉ vậy, giờ nghỉ trưa mà vẫn làm việc ư? Anh nghỉ tay ăn cơm đi. Tôi đang tận dụng thời gian rảnh để giúp con bé nhà tôi đỡ đau lưng. Anh cứ ăn trước đi. Anh thật là một người bố thương con. Chiếc ghế này có thể giúp con hết đau mỏi vai sao anh? Đúng vậy, khi con đạp chân vào bàn đạp, lò xo sẽ bị nén xuống, sẽ tác động lên chiếc gậy buộc sẵn quả bóng chày này và sẽ đấm bóp vai cho con. Con thử đi. Con thử đạp chân đi. Con thấy sao rồi?
ngồi như thế này con chưa được quen cho lắm, nhưng con thấy cũng khá được, giảm đau được đó bố à. Thích quá đi bố. Giảm đau giống hệt như khi bố xoa bóp cho con vậy đó. Vậy là từ giờ có bảo bối này, con gái của bố sẽ hết đau mỗi vai rồi. Vậy là sau hơn 5 năm tìm tòi nghiên cứu và phát triển, trải qua rất nhiều lần thất bại, Kawahara đã tự làm ra được chiếc máy massage cho con gái của mình. Hiểu được tác dụng của chiếc máy, Kawahara đã giới thiệu chiếc máy rộng rãi tới mọi người và được đón nhận rất nhiệt tình. Kawahara cải tiến chiếc ghế để dễ di chuyển hơn, tuy nhiên vẫn khá thô so với phần lưng có hai con lăn bằng gỗ được thiết kế song song với một tay quay bên hông ghế. Khi sử dụng, người dùng quay vô lăng để di chuyển con lăn lên, xuống. Con lăn sẽ di chuyển và tác động vào phần lưng của người dùng. Nhận ra tiềm năng phát triển của chiếc máy massage, Kawahara kết hợp với Tomoyuki Nakie cải thiện mô hình ban đầu vào năm 1953, đã phát hành một phiên bản mới nhẹ hơn, dễ vận chuyển hơn và thậm chí còn có một khe tiền xu để sử dụng tại các nhà tắm.